Dạ. Rồi. Hôm nay hàng chuyển tới rồi các bạn. Mình mới vừa cho mấy anh bưng hàng vào cái thang hàng. Bây giờ mình sẽ đi lên nhà nhận đồ. Hàng tới rồi mấy bạn ơi. Đây là phụ bia. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đây là cái máy giặt không? Đúng, máy giặt. Ừ, con máy giặt Ultimate Care 800. Rất đẹp ha. Đây là máy sấy nè. Máy sấy, cái này tủ lạnh. TV đang bóc ở đây. TV này có kèm cái remote vui vui nè. Xong rồi các bạn, mất mấy tiếng để mà mấy anh đem đồ lên, sắp đặt mọi thứ cho mình. Rồi mình cũng nhận thêm một đợt hàng nữa, mấy cái đồ gia dụng. Thì coi như bây giờ là tạm ổn rồi. Mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái model mà mình đã chọn, lý do mình chọn nó. Và biết đâu các bạn có tham khảo. Nhưng mà nha, cái này là mình chưa có trải nghiệm được tụi nó. Nó mới lốt lên nhà mình thôi, mình còn chưa xài hết nữa. Có gì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Còn bây giờ, mời các bạn xem những cái món đồ này. Kế bên mình là cái món đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là cái TV LCD. Và mình mua là của LG, kích thước 55 inch. Đây là cái dòng NanoCell, là cũng một cái dòng giống như kiểu là tương đương với lại kiểu QLED của Samsung vậy đó. Chưa giờ mình đã xem một số cái video với lại phim ở trên cái TV này. Và mình trước hiện tại là mình đang rất là hài lòng với nó. Mình có thể xem những cái nội dung trên 4K ở xe tinh tế nè, ở trên YouTube, ở Netflix. Mọi thứ chạy rất là ngon lành. Mình chưa có thấy vấn đề gì, kể cả khi các bạn thấy là bây giờ là đang khoảng 4 giờ chiều và ngoài này đang rất sáng, và mình ngồi ở trong cái phòng khách của mình như thế này mà mình vẫn xem được rõ hết tất cả nội dung trên đây. Tạm thời mình chưa có gì phàn nàn về cái TV này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình xài ở nhà mình một cái TV webOS, thì mình thích cái remote của nó đó. Các bạn thấy là điều khiển nó linh hoạt nè, và không nhất thiết là các bạn chỉ có nút lên xuống trái phải, mà các bạn có thể di chuyển cái con chỏ chuột tới bất kỳ cái chỗ nào mà bạn muốn. Nhân tiện thì các bạn nhớ subscribe trên xe tinh tế nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món thứ hai mà mình mua là cái tủ lạnh. Thì đây là cái tủ lạnh của Panasonic, mã là mã gì ta? Thôi để mình đây, model là NRBL389. Đó. Thì mình vẫn còn ở trong cái giai đoạn mà mình chưa có bật được cái tủ lạnh này lên. Tại vì mấy anh kỹ thuật nói là phải để cỡ 3-4 tiếng cho tới lúc mà cái ga nó hồi lại gì đó. Thì ok, mình cũng chưa có bật. Mình quyết định mua cái tủ này. Thứ nhất là vì dung tích của nó là 366 lít. Thì ra nhà mình cũng có 2 người thôi. Mai mốt nếu mà có em bé thì cũng coi như 3 người. Và bọn mình cũng không để quá nhiều đồ ở trong cái tủ này đâu. Cái mà mình thích nhất ở cái tủ lạnh này á, là nó có một cái ngăn riêng để mình đựng thịt ở trên cái tủ đông này, ở trên cái ngăn đông. Thì như vậy nó có tác dụng gì? Nó sẽ bớt được cái mùi hôi. Như là khi các bạn để thịt cá ở trong cái tủ lạnh bình thường thì mà người ta hay để thịt cá ở trên chung cái ngăn này đúng không? Thì bây giờ bạn có thể để thịt cá vào đây. Trên này mình để kem. Và ở đây là cái này mình cũng khá thích nè. Thì đây là cái đồ để mà các bạn lấy đá. Và trước giờ mình xài tủ lạnh á, thì mình thấy hoặc là nó được tích hợp sẵn vào trong này, hoặc là các bạn chỉ có thể lấy được cái khay làm đá ra thôi. Còn bây giờ các bạn có thể lấy được cả cái khay đá và khay làm đá luôn. Thì nó hữu ích như thế nào? Theo mình thì nó tiện hơn. Bởi vì khi mà các bạn cần lấy đá và các bạn đem ra, có thể là đem ra bàn ngồi để xúc đá cho mọi người, hay là đem ra ban công ngồi tối chiêu với bồ, thì đây mình xách cái này ra ngoài. Cái này thì nó đem ra ngoài được và nó dễ vệ sinh được tất cả những cái cục này hơn. Hiện tại cái tủ lạnh cũ ở nhà mình á, thì mỗi lần vệ sinh cái khay đá thì nó hơi bị cực. Rồi ở đây thì cái tủ lạnh này nó chỉ có một cái dàn lạnh thôi. Nó không được cái hai dàn lạnh như là cái của Samsung.
Nhưng mà mình thì không thích cái design tổng thể của cái Samsung lắm, cho nên mình chọn mua cái của Panasonic. Cái tủ lạnh này giá gốc là 13 triệu mấy á, nhưng mà mình mua đợt này 30 tháng 4, cho nên là họ đang có nhiều khuyến mại giảm giá, mình mua được có khoảng 9 triệu mấy, coi như 10 triệu đi. Ban đầu á là mình định mua cái loại mà nó có cái đồ lấy nước ở đây, nhưng mà sau đó mình quyết định là thôi mình không mua nữa, bởi vì khi đó mình lại có thêm một cái hộc nước ở bên trong này để mà vệ sinh. Mình nghĩ không có cần thiết lắm, bởi vì nếu mà bạn cần thì chỉ cần mình để cái bình nước ở đây mình lấy ra mình uống thôi, đúng không? Mở cửa ra lấy cái bình ra thôi, đơn giản mà, đâu vấn đề gì đâu. À quên nữa, khi mà các bạn lấy được cái khay này ra, nếu các bạn cần phải để rất nhiều đồ ở trong đây, ví dụ như hôm đó mình tăng số lượng hộp kem ở trong cái tủ lạnh của mình, thì khay đá nó sẽ được nằm ra ngoài. Rồi, cái món tiếp theo là một cái nồi cơm điện. Thì mình mua cái nồi cơm điện của Tiger. Tiger là một cái hãng của Thái, và dung tích của cái nồi này mình mua là 1 lít. Giá của nó theo mình là khá đắt á, 2.8 triệu. Nhưng mà thứ nhất là tại vì nhà mình đó giờ mình xài quen cái nồi Tiger kiểu này rồi, cho nên là mình tiếp tục chọn nó. Nồi Tiger này thì mình để cơm ở nhà mình 1-2 ngày, thậm chí 3 ngày nó cũng không có thiêu luôn. Và bền thì theo mình thì nó rất là bền. Tại vì mình đã xài, nhà mình xài chắc phải 5-7 năm cái nồi cũ ở nhà cũng là Tiger, mình rất là ưng ý. Có một số bạn có gợi ý cho mình là mua nồi cơm điện của Xiaomi, nó có cái IH nấu cao tầng gì đó, mà mình chưa có dịp trải nghiệm, thì cái đó chắc là để mai mốt nếu có dịp thì mình mua sau. Rồi tiếp theo là cái lò V3 này. Lò V3 này là một cái lò của Panasonic, mã nè SM33HM. Cái lò này nó không có gì đặc biệt các bạn, mở ra bỏ đồ vô, chỉnh nhiệt độ, chỉnh thời gian xong. Thì các bạn thấy là bây giờ lò V3 nó hay có cái dạng mà tích hợp điện tử, rồi tích hợp thêm chế độ nướng này kia. Nhưng mà mình đã từng thử xài rất là nhiều những cái chế độ nướng trong khá là nhiều lò V3 rồi, không có cái nào ngon hết trơn á. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ mua một cái lò nướng riêng. Hiện tại thì mình chưa có mua, bởi vì mình định là lò nướng nó sẽ nằm ở dưới này, thì mình phải edit lại cái ngăn bếp của mình. Khi nào mình xong cái đó thì mình sẽ mua, và phải có tiền nữa. Còn đối với cái lò V3 thì mình chỉ cần xài chế độ hâm của nó và cái chế độ rã đông là đủ rồi. Thì các bạn thấy là một cái nồi này toàn là cơ không, không có điện tử gì hết. Và mình nghĩ là nó cũng sẽ tăng được cái độ bền. Mặc dù bây giờ mình biết là đồ điện tử thì cũng rất là hên xui đúng không? Nhưng mà hy vọng là nó sẽ đủ bền để mình xài nhiều năm. Và mình rất quan trọng những cái thứ mà design nó hợp với lại cái căn nhà của mình. Thì nhìn nó vui, mình nhìn cái căn nhà của mình mỗi ngày thì các bạn thấy nó đẹp hơn, nó hấp dẫn hơn. Và đặc biệt là mình sẽ nấu bếp là chính nữa, cho nên là mình cần những cái thứ này nó đẹp một chút. Giá của cái lò vi sóng Panasonic này là 2.2 triệu. Rồi bây giờ mời các bạn đi với mình ra ban công để mình cho các bạn xem cái máy giặt và máy sấy của mình ha. Đây các bạn thấy, đây là cái máy giặt và máy sấy của mình. Các bạn thông cảm ở ngoài này máy lạnh nó đang chạy nên nó hơi ồn ha. Đây là cái máy giặt mình mua của Electrolux. Cái model của nó là Ultimate Care 800. Còn đây là máy sấy mình mua qua Electrolux luôn, của nó là Ultimate Care 500. Mình không chắc đây có là model hay không, tại vì mình đã từng thấy cái chuỗi dài dài. Thì nếu mà mình coi lại cái đó, mình sẽ overlay lên cái video cho các bạn xem. Cái máy giặt này thì nó có đầy đủ những tính năng cơ bản của cái việc giặt thôi, nó không có cái gì phức tạp hết đó. Và cái lồng giặt này theo mình là khá rộng. Hôm qua mình có đi coi một cái tủ tương tự như, xin lỗi, một cái máy giặt tương tự như thế này của LG. Nhưng mà LG thì họ dùng cái động cơ theo mình là xịn hơn. Nó là cái động cơ trực tiếp, không có dùng dây cua ra. Mà bù lại á thì cái không gian lồng giặt này á nó nhỏ hơn một chút. Cho nên mình quyết định là thôi, mình sẽ chọn của Electrolux. Cái con máy giặt này thì nó chứa được 9 kg đồ. Nhưng mà mình được người ta khuyên là chỉ nên dùng khoảng 2/3 thôi, tức là tầm 6 kg thôi. Thì các bạn thấy là đồ mà mình sẽ bỏ vào trong cái tủ này á, nó giống như vậy nè, nó là quần jean áo thun, bạn gái mình cũng là quần jean áo thun. Đôi khi có một số đồ sơ mi, đồ tay đi làm, mấy cái đó cũng nhẹ nhẹ thôi, cho nên mình nghĩ cái này là đủ rồi. Con này thì không có gì gọi là quá đặc biệt về phần chức năng hết, mà về thiết kế thì mình thích nó và nó hợp với lại cái không gian của cái nhà mình. Ở trên đây là cái máy sấy. Và bạn thấy là bây giờ nếu các bạn đi mua thì thường máy giặt và máy sấy người ta chồng lên nhau. Máy sấy này cũng là 9 kg đúng không ta? Đúng rồi, cái máy sấy này cũng là 9 kg. Và again, nó cũng không có tính năng gì mà gọi là quá phức tạp hay là quá cao cấp hết. Bỏ đồ vô sấy xong, vậy thôi. Và mình thích cái đoạn mà nó chồng lên nhau vậy nè.
hiện tại ở bên nhà cũ của mình thì mình không có dùng được cái máy giặt và máy sấy như thế này. Thứ nhất là tại vì bố mẹ mình ngày xưa nó cũng không có cái loại như thế này, và ngày xưa thì máy giặt cửa trước rất là đắt. Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy là mình có thể mua hai cái này giá rất là ok. Con máy giặt này giá là 11,6 triệu. Con này thì là khoảng 7 hay 8 triệu vậy đó. Để mình không nhớ cái giá cụ thể, để mình add cái giá vào thêm sau cho các bạn. Thì bạn thấy không? Để trong cái ban công này, ngay cái học mà chủ đầu tư cái chung cư của mình họ đã design sẵn cái góc này rồi. Cứ để vào thôi, nhìn nó khá là đẹp. Ống nước này nọ họ cũng để sẵn hết cho mình ở đây luôn. Ngày mai mình sẽ bắt đầu giặt thử mấy cái này. Bây giờ mình còn chưa đi mua mấy cái nước giặt, nước xả cho nó nữa. Hy vọng là nó sẽ chạy tốt và đáp ứng được những cái kỳ vọng của mình liên quan tới việc giặt đồ. Quan điểm của mình về việc giặt đồ đơn giản vậy nè: nhanh, gọn, lẹ, tiện. Vậy thôi, mình không cần những cái chức năng phức tạp. Cái mà các bạn đang nhìn thấy đây là một cái chân đế mà mình mua thêm. Thì cái chân đế này mình mua thêm giá hình như 650 ngàn. Bởi vì các bạn thấy là mình để cái máy giặt này ở ngoài cái ngoài trời, cho nên là nó cần một cái đế, mình nghĩ là cần một cái đế để cao lên. Thì như vậy nước mưa nếu mà nó có tạt vào á, nó sẽ không làm rỉ sét hay là làm hư hỏng gì đó những cái thứ dưới đây. Ở đây mình được mấy anh thợ khuyên là đi mua cái băng keo hai mặt á, dán nó vô để nó cố định, để lúc mà mình mở cái này ra vô á thì nó không có bị chạy. Thì cái đó mình chưa có mua cái băng keo hai mặt, cái đó thì đơn giản thôi. Và bởi vì cái máy này nó cũng khá nhẹ, cho nên là chỉ cần nhấc lên là các bạn có thể dán được cái băng keo đó vào rồi. À, có một cái nữa mà các bạn sẽ để ý là bình thường hai cái máy mà người ta để lên á, thì có thể là người ta sẽ lật ngược nó lại. Thì cái chuyện đó rất là bình thường ha. Lật ngược lại là để cái phần này á nó xuống thấp, và những cái người thấp á, thì người ta có thể thao tác nó dễ dàng hơn. Nhưng mà ở nhà mình thì có mình với lại bạn gái mình thì đều đủ cao để mà thao tác ở trên đây, cho nên mình không có lật lại, và như vậy mình cảm giác là nó đẹp hơn. Nếu mà các bạn lật lại là nó được, cái máy này được thiết kế để làm như vậy nha, chứ không phải người ta làm bậy đâu, cho nên các bạn đừng có lo. Và thậm chí á, là Electrolux còn bán kèm một cái miếng mà khi các bạn lật lại thì nó sẽ quay những cái icon này nọ ngược lại để các bạn điều khiển luôn. Ở đây thì mình dùng cái mặc định bởi vì mình không có lật cái máy. Cái món cuối cùng mà mình mua hôm qua là một cái bàn ủi của Panasonic. Thì mình để cho bạn gái mình chọn cái bàn ủi này. Và nó là một lần nữa là chỉ là một cái bàn ủi bình thường thôi. Nó bạn có thể bỏ nước vào, nó cũng nóng lên, nó có những cái mức độ nóng khác nhau để phù hợp với từng cái loại vải. Rồi có cái nút để mà phun nước, rồi phun cái hơi, phun hơi ra và cả phun nước nữa. Phần này thì mình không rành bởi vì mình nghĩ là mình sẽ không phải là người dùng chính cái này. Mai mốt chắc là bữa nào mình rủ bạn gái mình làm một cái video share về cái này sau. Rồi, trong video này thì các bạn đã thấy được những cái thứ mà mình mua và vị trí của nó nằm trong nhà mình như thế nào. Mình cũng chia sẻ với các bạn những cái lý do vì sao mà giữa rất nhiều những cái món đồ khác nhau, giữa rất nhiều những cái model khác nhau thì mình lựa chính xác những cái thứ mà mình mua trong nhà của mình. Sắp tới mình nghĩ là mình sẽ làm được nhiều nội dung hơn về điện gia dụng khi mình sử dụng những cái món này. Mình sống, mình làm, mình xài nó thì mình sẽ biết được thêm cái gì hay, kiếm được những cái thứ mà tụi nó còn là hạn chế để mà chia sẻ thêm với các bạn sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau ha. Bye bye.